Một cụ ông 75 tuổi đã chết trong tai nạn giao thông giữa xe ben và xe đạp xảy ra vào chiều 14 tháng 9 năm 2018 trên địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ, xe ben này chạy trên đường Hà Huy Giáp hướng từ cầu Phú Long đi ngã tư ga. Khi đến giao lộ với đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, xe ben va chạm với xe đạp do cụ ông điều khiển đang băng qua đường. Vụ tai nạn làm cụ ông và xe đạp bị cuốn vào gầm, nạn nhân bị bánh xe ben cán qua người chấn thương rất nặng. Mặc dù được chuyển lên bệnh viện 175 cấp cứu nhưng ông đã chết sau đó, còn chiếc xe đạp mắc kẹt dưới gầm xe ben. Công an quận 12 đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn do hiện trường nằm chắn giữa đường khiến giao thông qua khu vực ùn tắc.